Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ tiếp thông tin về các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm. Chúng ta tiếp tục với một vi sinh vật gây bệnh phổ biến, đó là Salmonella. Salmonella thuộc họ Enterobacteriaceae. Chi Salmonella được chia thành hai loài có khả năng gây bệnh cho con người là Salmonella enterica và Salmonella pongori. Hai loài này có nhiều phân loài dưới nó và hầu như tất cả đều gây nguy hại đến con người. Salmonella là vi khuẩn gram âm, hình que, không tạo bào tử, có khả năng di động. Trừ Salmonella gallinarum và bullorum không có khả năng di động. Triệu chứng khi bị nhiễm, Salmonella có thể gây ra hai loại bệnh, sốt thương hàn và các triệu chứng bệnh bình thường. Sốt thương hàn gây ra bởi chủng Salmonella typhi và Salmonella paratyphi A. Tỷ lệ tử vong là 10% nếu không được điều trị. Khởi phát thông thường từ 1 đến 3 tuần nhưng có thể lâu hơn đến 2 tháng sau khi tiếp xúc. Triệu chứng: sốt cao từ 103 độ đến 104 độ F, hôn mê, triệu chứng tiêu hóa bao gồm đau bụng và tiêu chảy hoặc táo bón, đau đầu, ăn mất ngon, đôi khi xuất hiện phát ban gồm các đốm màu hồng phấn. Trường hợp nặng gây nên nhiễm trùng máu với sự xâm nhập của các mô và các cơ quan khác. Ví dụ có thể dẫn đến viêm nội tâm mạc, viêm khớp nhiễm trùng có thể xảy ra. Trong đó nhiễm trùng ảnh hưởng đến trực tiếp đến khớp và có thể khó điều trị. Thời gian xảy ra thông thường từ 2 đến 4 tuần. Liều gây nhiễm ít hơn 1.000 tế bào. Các triệu chứng bệnh bình thường gây ra bởi chủng không phải là Salmonella typhi và Salmonella paratyphi A. Khởi phát từ 6 tới 72 giờ sau khi tiếp xúc, triệu chứng buồn nôn, nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy, sốt, nhức đầu. Trong trường hợp nặng, mất nước và mất cân bằng điện giải có thể xảy ra do tiêu chảy và nôn mửa. Điều này có thể dẫn đến tử vong ở người rất trẻ, người già và người bị suy nhược cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời cũng có thể xảy ra nhiễm trùng máu, như chủng gây ra triệu chứng thương hàn ở trên. Thời gian xảy ra, các triệu chứng thường kéo dài từ 4 đến 7 ngày, với các triệu chứng cấp tính thường kéo dài từ 1 đến 2 ngày hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào các yếu tố như là liều lượng ăn vào và đặc điểm của chúng. Liều gây nhiễm chỉ cần một tế bào, tùy thuộc vào tuổi và sức khỏe của người nhiễm và sự khác biệt về chủng vi sinh vật. Salmonella sống trong ruột của hầu hết các loại gia súc và động vật hoang dã. Nhiễm khuẩn Salmonella thường xảy ra khi một người ăn thực phẩm bị nhiễm phân của động vật hoặc người mang vi khuẩn. Các đợt bùng phát Salmonella thường liên quan đến trứng, thịt và gia cầm. Nhưng những vi khuẩn này cũng có thể tồn tại trong các loại thực phẩm khác như là trái cây và rau quả. Salmonella là loại vi sinh vật gây bệnh phổ biến không chỉ ở Việt Nam và cả thế giới. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời có thể bùng phát thành dịch do vi sinh vật có khả năng lây nhiễm rất cao. Để phòng ngừa, chúng ta cần thực hiện ăn chín, uống sôi và rửa tay kỹ trước khi chế biến cũng như là ăn uống, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với động vật và vật nuôi. Chúng ta tiếp tục qua đến E. coli, loại vi sinh vật lây truyền qua thực phẩm cũng rất phổ biến và gây bệnh cho con người. Đặc điểm chung thuộc họ Enterobacteriaceae. E. coli là vi khuẩn gram âm, hình que, không tạo bào tử, tùy chủng có khả năng di động hoặc không. Ít nhất 4 loại E. coli có thể gây bệnh đường tiêu hóa ở người, một loại gây tiêu chảy ở trẻ sơ sinh, loại khác gây tiêu chảy cho khách du lịch liên quan đến việc đi du lịch ở nước ngoài, một loại khác gây ra bệnh kiết lỵ, và loại thứ tư do chủng O157H7 gây ra bệnh viêm đại tràng xuất huyết, một bệnh nặng đặc trưng bởi tiêu chảy ra máu và đau quặn bụng dữ dội. Trường
Triệu chứng khi bị nhiễm khởi phát một vài ngày đến 9 ngày sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Triệu chứng thông thường co thắt dạ dày nghiêm trọng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và hoặc nôn mửa. Mức độ nghiêm trọng hoặc sự hiện diện của các triệu chứng nhất định có thể phụ thuộc vào loại vi khuẩn E. coli gây bệnh gây ra. Thời gian xảy ra một vài ngày, các trường hợp nghiêm trọng có thể kéo dài đến 19 ngày, đều gây nhiễm từ 10 đến 10 tỷ tế bào. Nguồn thực phẩm gây bệnh có chứa E. coli rất đa dạng, từ nước uống, nước dùng để chế biến thực phẩm cho đến các loại thực phẩm như phô mai, sản phẩm gia cầm, rau củ quả. Ngộ độc thực phẩm do E. coli xảy ra thường xuyên không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp các nơi trên thế giới do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn. Để phòng ngừa, chúng ta cần ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên trước khi chế biến và ăn uống. Vi sinh vật tiếp theo là Listeria monocytogenes. Đây là một trong những vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm gây tử vong hàng đầu, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và người suy giảm hệ miễn dịch. Đặc điểm chung thuộc họ Listeria C là vi khuẩn gram dương, hình que, có khả năng di động, hiếu kỳ khí tùy nghi, nghĩa là vi khuẩn có khả năng hiếu hay kỳ khí tùy theo điều kiện của môi trường. Có khả năng chịu muối và không chỉ có thể tồn tại ở dưới nhiệt độ 1 độ C mà còn phát triển trong những điều kiện này, không giống như nhiều mầm bệnh khác. Nghĩa là nếu thực phẩm bảo quản lạnh hay mặn thì vi sinh vật này vẫn có khả năng phát triển. Có mặt ở khắp nơi trong môi trường và có thể được tìm thấy trong môi trường ẩm, đất và thảm thực vật phân rã. Triệu chứng khi bị nhiễm khởi phát viêm dạ dày ruột do Listeria monocytogenes gây ra có thời gian ủ bệnh tương đối ngắn, từ vài giờ đến 2 hoặc 3 ngày. Ở dạng bệnh nặng, xâm lấn có thể có thời gian ủ bệnh rất dài, ước tính có thể thay đổi từ 3 ngày đến 3 tháng. Các triệu chứng, nếu không, những người khỏe mạnh có thể có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nếu bị nhiễm Listeria monocytogenes. Trong khi những người khác có thể bị sốt, đau cơ, buồn nôn và nôn, đôi khi tiêu chảy. Khi dạng nhiễm trùng nặng hơn và phát triển và lan đến các hệ thần kinh, các triệu chứng có thể bao gồm nhức đầu, cứng cổ, lú lẫn, mất thăng bằng và co giật. Thời gian xảy ra phụ thuộc vào sức khỏe của người bệnh từ vài ngày đến vài tuần. Liều gây nhiễm khó xác định và tùy theo chủng, khoảng 1.000 tế bào có thể gây nên bệnh. Vi khuẩn được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm sống, chẳng hạn như thịt và rau chưa nấu chín, sữa, các sản phẩm sữa, cũng như trong thực phẩm bị ô nhiễm sau khi nấu chín hoặc chế biến. Tỷ lệ ngộ độc do Listeria monocytogenes không cao, nhưng ngược lại tỷ lệ tử vong đối với người già và phụ nữ mang thai, trẻ em và người suy giảm hệ miễn dịch là rất cao. Trên thế giới đã ghi nhận nhiều vụ gây ngộ độc bởi vi sinh vật này với tỷ lệ tử vong rất cao. Listeria monocytogenes là vi sinh vật nhạy cảm với nhiệt độ cao. Vì vậy, để phòng ngừa, chúng ta cần ăn chín, uống sôi, hạn chế sử dụng thực phẩm sống, không đảm bảo vệ sinh nên sử dụng sữa đã tiệt trùng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe để theo dõi các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.